Ôi quẹo trái. Mấy giờ bay? 4:30 gì? Thế ăn đi rồi, ăn rồi hẳn vô nha. Thế thôi về nha, bye bye nha. Tặng ngay đi lấy lọc xinh xỉu khi mua 4 lốc sữa lốc Manto. Nhanh lên, số lượng có hạn. Đây là Nguyễn Tất Hòa chứ không phải là Nguyễn Tất Thắng. Hello. Dạ. Đi ăn gì không? Thôi đi ăn đợi thì anh đi với đoàn. Bye bye. Thì đi cùng máy bay. Ừ. 11 giờ mấy gì? Ở Bamboo. Thế đi xe vậy? Có xe mà. Hả? Đi Thái à? Ok. Tới khi nào quay lại Sài Gòn? Thứ năm. Ok. Ngày mai thì các thành viên của Hoàng Anh Gia Lai sẽ được nghỉ xã trại. Và tùy thuộc vào từng thành viên. Chẳng hạn như Minh Vương thì vừa chia sẻ là bạn ấy sẽ đi Thái Lan du lịch. Rồi bây giờ thì đoàn của chúng tôi sẽ di chuyển ra sân bay để kịp chuyến bay. Phát hiện Thanh Bình và Lê Văn Sơn đi cùng chuyến bay về với mình. Thật dã man. Nãy giờ anh ngồi đâu rồi? Nãy giờ ngồi với hai đứa. Sau đó mình phát hiện tiếp là cả đội Hoàng Anh Gia Lai cũng đang ở trong khu vực phòng chờ. Cặp trung vệ của Hoàng Anh Gia Lai có thể nói là rất chất lượng về thể hình. Rồi, như vậy là chúng tôi cũng đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất và sẽ tạm biệt nhau. Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thì họ cũng chia tay nhau tại đây. Người thì về nhà, thăm nhà. Người thì sẽ đáp chuyến bay trở lại Pleiku cùng với gia đình. Minh Vương thì sang Thái Lan để đi du lịch vài ngày. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành thì cũng trở về. Ơi. Ừ, ok Lâm. Sơn. Các cầu thủ ngoại chắc là tranh thủ đi chơi, thăm nhà, du học. Dạ. Bạn nước ngoài. Ở đi. Ở mình đi đi ăn luôn. Sân bay buổi trưa rất là đông.
Lúc nãy thì Quang Nho có chia sẻ là bạn ấy sẽ bắt tàu để về Bình Thuận. Mình chưa thấy Minh Vương đâu, không biết là đã lấy hành lý chưa. Minh Vương thì sẽ di chuyển qua sân bay quốc tế. Đây các ngoại binh của Hoàng Anh Gia Lai cũng Thanh Nhân, Thanh Bình cũng sẽ chờ để nối chuyến đi Pleiku. Bye bye, Thượng Lộ Bình An. Bye bye chị Nga nha, tạm biệt chị Nga, hẹn gặp lại những chuyến đi tiếp theo. Dạ. Lâm là nhà nó ở đâu nhỉ? Không, anh nhớ là Quảng... À không, nếu mà Quảng thì nó đâu có đi đường này. Giờ về Đồng Nai á hả? Anh Đình Lâm Đồng Nai. Người ta là anh Dương Lâm, đây là anh Đình Lâm. Ngon hơn nữa. Bye bye em. Ừ. Đây rồi. Ôi, quẹo trái. Mấy giờ bay? 4:30 gì? Thế ăn đi rồi, ăn rồi hẳn vô nha. Thế thôi, về nha, bye bye nha. Tặng ngay đi lấy lộc xinh xỉu, khi mua 4 lốc sữa lốc Manto. Nhanh lên, số lượng có hạn.